các chị em đi đường lạ là mình đừng có vượt theo xe ha. Ví dụ như cái xe mình mà mình vượt cái xe trước này nè, rồi mình canh được cái thời gian, cái khoảng cách của mình để mình vượt cái xe trước ha, vừa đủ cái xe trước nó an toàn. Còn các bạn đi sau đuôi mình thấy mình vượt đó là vượt theo là rất nguy hiểm ha, nguy hiểm cho các bạn nha. Các bạn tuyệt đối là anh chị em mà mới lấy bằng lái ra đó, chưa có kinh nghiệm thì mình đừng có vượt theo kiểu đó ha, nguy hiểm lắm. Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lại có chuyến hàng lên Bảo Lộc anh em. Mình đang lên đèo chân đèo Bảo Lộc nè. Đầu từ ở dưới hướng chân đèo đi lên đỉnh ha. Mình đi sẽ không lên các bạn, thì mình sẽ quay toàn cảnh cái đèo Bảo Lộc cho anh em xem. Thời gian đi khoảng 10 cây số thì mình đi khoảng 15 phút ha, tùy thuộc đường nó có xe hay không nữa. Các bạn thấy khung cảnh nó đẹp không? Rất là đẹp. Xe mình xe không thì đi nó nhanh, mình quay toàn cảnh được, chứ xe có hàng mình quay toàn cảnh không được, mình toàn cảnh đèo Bảo Lộc không được. Ai mới xem video lần đầu thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người, ủng hộ mình nha. Mình chia sẻ ngày lái xe thì nói chung đi hôm qua thì đi chạy tới 2-3 giờ sáng thì ngủ được giấc tới sáng ở dưới cảng Đồng Nai. Bây giờ mình lên lại các bạn thấy đường đẹp không, quanh co nhưng mà rất nguy hiểm nha các bạn. Khi các bạn lái xe đi trên đường á thì các bạn mình cũng xin nhắc lại những cái vấn đề các anh chị em đi đường lạ là mình đừng có vượt theo xe ha. Ví dụ như cái xe mình mà mình vượt cái xe trước này nè, thì mình canh được cái thời gian, cái khoảng cách của mình để mình vượt cái xe trước ha, vừa đủ cái xe trước nó an toàn. Còn các bạn đi sau đuôi mình thấy mình vượt đó là vượt theo là rất nguy hiểm ha, nguy hiểm cho các bạn nha. Các bạn tuyệt đối là anh chị em mà mới lấy bằng lái ra đó, chưa có kinh nghiệm thì mình đừng có vượt theo kiểu đó ha, nguy hiểm lắm. Cái đường quanh co hiểm trở thì người ta canh được cái xe của họ thôi, mình canh được cái xe của mình vượt thôi, còn các bạn canh không được đâu ha. Cho nên cái đó là cái rủi ro nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất cao đó các bạn. Còn khi đi đèo các bạn lưu ý thì mình bật xi nhan bên phải á, khi mình chở hàng nặng thì mình đi nó rất là chậm, khoảng tốc độ 15 cây số giờ thôi. Thì mình ở trước mình quan sát được á, cái thời gian khoảng cách nó rộng á, thì mình bật xi nhan phải thì các bạn vượt ha, các bạn vượt qua, tự mình canh đã canh được cho các bạn vượt qua rồi. Còn khi các bạn vượt á, các bạn vượt phải dứt khoát ha, không có cặp ngang hông, cứ rời ngang hông mình, các bạn cứ lấy trớn vượt là vượt qua luôn. Các bạn rời mình á, thì cái khoảng cách đó mình không đảm bảo các bạn được. Vượt xe là phải vượt dứt khoát chứ không có vượt rời nha các bạn, vượt rời là nguy hiểm lắm. Mình có thói quen hay hút thuốc á, với camera mình quay bằng cái điện thoại á, nó hơi rung thì anh chị em các bạn coi video thì cũng thông cảm ha. Thì có gì mà chưa hoàn thiện thì các bạn góp ý ha. Đó, mình vượt dứt khoát vậy luôn các bạn.
cái xe kia mình vượt dứt khoát luôn, mình lên mình đè cái xe đó, không? Mình đừng có ép, mình đừng có ép vô cái xe mình đó các bạn. Mình đừng có ép cái xe mình đang vượt, từ cái xe mình đang vượt đó là nó cái đường nó đi là nó đang đi mà mình lên dốc nặng nữa thì mình ép nó là nguy hiểm. Vì sao mà các bạn nên lái xe mà để cái tay lái, cái tay của mình như thế này á, thì hôm nay cái video này mình giải thích luôn cho các bạn á. Mình để cái tay mình như thế này nè, thao tác rất là nhanh, thao tác á, mình chặt chẽ rất là nhanh, qua cua chặt hạt gặp sự cố chứ ngay mặt thì mình chặt qua một cái rồi qua liền. Còn các bạn để cái tay như vậy á là nó vừa chậm, nó vừa chậm mà xử lý tình huống nó không có nhanh được. Và cái xe đời mới này thì nó không có sao, những xe đời cũ lâu ngày rồi nó bị như cái đầu đầu tiên nó bị rơ các bạn, là khi mà lỡ mà sụp cái móp cầu, móp cầu hay là gờ hay ổ gà gì quá sâu á, đi đêm á mình không thể thấy được, mà gặp trời mưa nữa không thấy á, là cái bánh lái nó bị giặt qua này, nó đẩy cái tay ngón tay mình ra vậy ha các bạn. Cho nên á mình giải thích cho các bạn nghe vì sao mình để cái tay như thế này. Còn á mình đi những trong trường hợp mình khi mình mới tập lái thì mình phải tạo cái thói quen mình để cái tay như vậy cho nó quen. Còn mình để nói chung là mình khi mà chạy quen rồi thì để tay như thế nào làm sao thuận tiện thoải mái là được, nhưng mà tuyệt đối là không để cái tay giống vậy. Giống vậy là để nó không có hay, nó thao tác nó chậm lắm. Khi mình muốn vượt cái xe nào á, mình phải thủ cái thế khoảng cách rất là xa, mình không được đi gần nó. Khoảng cách xa khi mình nhá mình thấy vắng là mình vượt liền. Đó. Đó các bạn. Mình đừng có đi gần nó quá. Mình đi gần nó là vượt nó không có kịp thời gian. Đây có mấy cái vạch liền á, thì mình làm video thì đôi khi á, mình làm như vậy thì mình làm thực tế cho các bạn xem. Bởi vì đúng ra thôi trong lực đó thì không cho mình vượt những cái nơi vạch liền như thế này, nhưng mà mình cái xe mình nhẹ mà những cái xe nặng quá mình bò theo họ thì nó lâu, cho nên á, là nó sẽ kẹt xe kéo dài. Từ cái xe của mình dài, xe của họ dài nữa, thì những cái xe anh chị em đi du lịch ở anh chị em đi du lịch đó thường là ít có dám vượt đó. Những cái cua như thế này thì các bạn mở bám sát cái tìm đường, cứ tìm đường các bạn bám sát cái tìm đường là qua lọt ha, xe đầu kéo cũng qua lọt, xe khách cũng qua lọt. Chẳng hạn như cái xe du lịch hồi nãy thấy mình bám sát tìm đường qua anh quản anh thắng lại, nhưng mà mình đã canh rồi thấy các bạn. Cái cua nghịch đó các bạn hiểu cua nghịch không? Cua nghịch đó là cua về bên phụ gọi là cua nghịch, cua về bên tài gọi là cua thuận. Khi các bạn cua về cua nghịch thì các bạn cái đầu xe các bạn á, khi đi đường đèo dốc quanh co hẹp á, thì cái bánh xe cái mép của cái tìm đường á, mình phải bám sát thật là xa cái tìm đường đó để các bạn tiến. Khi đi trong đường hẹp quanh co thì tiến á, các bạn phải bám lưng. Bám lưng là làm gì? Bám lưng, bám cái tìm đường đó, mình bám sát lưng mình. Còn khi lùi á thì các bạn á phải bám sát cái loại đường là bấm bụng. Cho nên tình huống đi trên đèo á, với mình cũng xin góp ý cho anh chị em nữa. Đi trên đèo thì nói chung mình nhìn nhau mình chạy, thấy xe người ta vượt khẩu á thì mình chịu khó mình thắng lại đi, mình đừng có, mình đã thấy xe người ta ở phía trước cho người ta đang vượt rồi á thì mình ở đây mình rời lại đi cho nó qua ha các bạn ha. Chứ đôi khi cái xe ở trên nó đổ đèo xuống, nó có hàng nó nặng nó nấu tránh rồi không xấu mặt nào đâu các bạn, mình là xe nhỏ mà mình tránh chút không sao, nó nóng quá nó không có dừng được thì xảy ra sự cố va chạm. Mà đa số mình thấy anh chị em du lịch là thường thường như vậy, khi thấy xe người ta vượt khẩu rồi á, mình cứ nói là mình đi đúng là mình tiến thẳng lên, như thế là thiệt về mình chứ không phải thiệt về ai hết. Thì xe mình nhỏ, xe người ta lớn, cho nên các bạn lưu ý về cái vấn đề đó, có nghĩa là
hạn như cái xe mình thấy người ta vượt ẩu, vượt qua đang cái thế vượt rồi, nhưng mà mình biết người ta vượt ẩu đó, nhưng mà mình chịu khó mình nhường lại một chút xíu đi, mình nhường một nhịp ga thôi là người ta có thể qua được mà không ảnh hưởng gì tới mình. Còn những cái khu khuất tầm nhìn như thế này á, thì mình phải chờ một tí xíu nữa mình mới nhìn để mình qua được. Còn nếu mà cái tầm nhìn mình không có, mình qua mù qua đại á, thì nó rất là nguy hiểm. Đó, các bạn vượt là vượt dứt khoát, đừng có tiết ra, đừng có tiết xăng tiết dầu khi mình vượt. Nó đèo dốc vượt qua càng nhanh càng tốt thôi các bạn ha. Mình tiết tí dầu á, là nó nguy hiểm lắm, ảnh hưởng lắm. Cái cầu này rất nguy hiểm trên đèo Bảo Lộc thôi các bạn, đi qua xe được chiếc một chiếc xe xuống phải nhường cho xe đi lên ha. Nhưng mà tùy trường hợp, ví dụ như cái xe người ta họ đi xuống nhưng mà họ sát tới chân cầu rồi thì mình ở dưới mình lên mình chịu khó mình nhường cho người ta, chứ bây giờ người ta sát thì người ta tới trước mình, có nghĩa là khi đi đường hẹp đèo dốc quanh co thì cái xe xuống phải nhường, xuống dốc phải nhường cho xe lên dốc. Cái xe nào bên nào có chướng ngại vật thì phải nhường cho bên phía xe không có chướng ngại vật ha các bạn. Khi mình đi cái xe lớn của mình đi đó, để giữ cái khoảng cách như thế này nè, mình cũng xin nói và các anh chị đi xe du lịch luôn ha, thì cái khoảng cách của mình giữ như vậy đi lên đèo á, thì các anh chị vượt lên chẻ vô á thì nó không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà khi xuống đèo á thì tốt nhất các anh chị em đi xe du lịch đó, các bạn đi xe du lịch đó, mình đã giữ khoảng cách rồi, khoảng cách này là khoảng cách an toàn cho cái xe của mình, cái bản thân của xe của mình nó nặng nó dài, thì mình lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn vậy hết đó các bạn. Đừng có vô, các bạn vượt qua cái ào, các bạn nhẹ vô thì mình nói chung á, nếu mà xử lý tốt thì không sao, nhưng mà xử lý không tốt thì dễ xảy ra va chạm lắm. Cho nên anh chị em lưu ý cái vấn đề đó khi đi trên đường đèo dốc ha anh chị em ha. Ở cua bên phụ như này, cua qua bên tài như này gọi là cua thuận nha các bạn. Cua thuận thì mình bám cái bánh bên phụ mình sát trong cái lề, đó là mình nói về vấn đề xe dài thôi. Còn xe nhỏ thì nó đơn giản rồi, xe dài thôi. Còn anh chị em đi xe máy mình cũng lưu ý luôn, cái xe của mình á nó dài lắm, cho nên á khi qua những cái cua như vậy nè, chẳng hạn như mình nói đơn ví dụ đi cua hẹp á, thì mình phải mở cua ra thì đương nhiên ở sau á nó sẽ mở rộng, thì các anh chị em đi xe máy hay chui vô thấy rộng là chui vô cặp sát bên hông đó ha. Thì nói chung á là khi mà mình đã lái về, ví dụ như cua này đi đây nè, ví dụ như cua này thì mình phải mở lái ra dày, đương nhiên ở sau đuôi nó sát cái rộng, nhưng mà khi mình đã vô cua rồi thì nó kẹp các bạn vô ở trong lề đường đó. Nếu mà mấy chỗ có ta ly đường nằm ở bên hông mà làm cái ta ly nữa thì nó kẹp các bạn vô đó luôn. Cho nên mình làm mấy cái video trên TikTok đó, các bạn chửi các ông rồi chạy chậm vậy không lẽ bắt người ta bò theo. Khi ngang bên phải thì các bạn vượt ở ngoài nè, vượt ở phía bên trái đường nè, nó sẽ an toàn cho các bạn hơn, chứ không phải mình nghĩ mình sẽ lớn rồi mình chạy chậm mà không cho các bạn vượt đâu. Cái đó là các bạn nghĩ sai rồi, không có đúng đâu. Mình ngồi ở trên đây thì nó khỏe, có máy lạnh rồi này kia nọ, các bạn đi ở dưới nắng nóng mưa gió rồi này kia nọ, nó nếu mà thời gian chạy chậm thì nó ảnh hưởng tới các bạn. Nhưng mà mình mà thà mình chậm một chút là cho nó an toàn các bạn thân, chứ mình nhanh một chút mình vội một chút đôi khi chính các bạn là nguy hiểm mà ảnh hưởng tới kinh tế của mình nữa ha các bạn. Cho nên mà khi thấy được các bạn là đã kẹp các bạn vô trong lề đường, trong vali đường rồi, cho nên mình cũng xin nhắc lại cho anh chị em một lần nữa là
khi đi trên đèo dốc quanh co hẹp, các bạn không được xe vượt xe bên phải. Vượt xe bên phải rất là nguy hiểm cho bản thân các bạn và ảnh hưởng tới mình về tài chính và kinh tế cho bản thân mình. Rồi mình đây là lên tới đỉnh đèo rồi các bạn, thì mình xin kết thúc video ở đây. Rồi chúc các bạn anh chị em và mọi người luôn luôn sức khỏe, thành công trong mọi mặt công việc. Đi đường tham gia giao thông thì đi đến nơi và đến chốn, lái xe an toàn ha mọi người. Rồi xin chào tạm biệt. Nếu yêu thích kênh mình thì nhấn like và đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình nha các bạn mọi người. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau.